Thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện y tế được quan tâm nhất trong những ngày đầu năm này không gì khác đó là dịch sởi đang bùng phát ở tại nhiều địa phương. Không chỉ ở các tỉnh miền núi xa xôi mà ngay cả ở hai thành phố lớn nhất cả nước đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng có dịch sởi lưu hành. Đáng nói hơn là từ trước đến nay, Việt Nam vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá là quốc gia có chiến lược phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Và trên thực tế thì đây là lần đầu tiên dịch sởi bùng phát mạnh mẽ sau 3 năm yên ắng. Vậy lý do nào khiến dịch sởi hoành hành trong thời điểm này và diễn biến tiếp theo của dịch sẽ như thế nào? Và câu trả lời sẽ có trong cuộc trò chuyện của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Trần Hiền, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngay sau một tổng hợp ngắn sau đây. Từ đầu năm đến nay, dịch sởi đã được ghi nhận chủ yếu ở một số tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200 ca mắc. Dịch xảy ra chủ yếu trước dịp Tết Nguyên đán ở quy mô nhỏ và rải rác. So với đợt bùng phát dịch sởi vào năm 2009, lần này bệnh tập trung 80% trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó trẻ dưới 9 tháng tuổi chiếm 22%. Tại Hà Nội, số lượng bệnh nhi nhập viện do sởi đang gia tăng nhanh chóng, tập trung ở các quận nội thành gồm Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy và Hà Đông. Trung bình mỗi ngày có 1 đến 2 trường hợp mắc, ngày nhiều nhất có 6 trường hợp. Tuy nhiên đó chỉ là số trường hợp được khảo sát, còn thực tế số mắc vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trường hợp mắc nhỏ nhất là trẻ 6 tháng tuổi và lớn nhất là 31 tuổi. Các chuyên gia y tế cho biết, bệnh sởi nguy hiểm là do virus gây bệnh làm suy giảm miễn dịch của bệnh nhân, gây nguy cơ xảy ra các biến chứng nặng như viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa. Vâng, lần đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Trần Hiền, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin được đặt câu hỏi đầu tiên dành cho ông, đó là đến thời điểm này thì có thể khẳng định là dịch sởi đã quay trở lại. Và ông có thể cho biết là hiện tại thì những địa phương nào đang có dịch sởi và trong những địa phương đó thì hiện nay nơi nào đang là điểm nóng? Vâng, hiện nay thì tại điểm này một số tỉnh đang có diễn biến dịch sởi xảy ra, chủ yếu là tỉnh phía Bắc, đặc biệt là miền phía Bắc thì có Sơn La, Yên Bái, có Lào Cai. Ngoài ra thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn cũng báo cáo các cái ca mắc sởi ở nhiều nơi. Vâng, và trong những địa phương này thì hiện nay địa phương nào đang là cái điểm nóng về dịch bệnh này thưa ông? Điểm nóng hiện nay thì có lẽ là Hà Nội là điểm nóng nhất hiện nay. Đặc biệt là sau Tết khi mà có cái sự giao lưu giữa các vùng và sự phơi nhiễm với virus sởi. Đặc biệt là nhóm người mà chưa được tiêm vaccine hoặc là chưa có miễn dịch với vaccine với virus cúm, virus sởi thì có nguy cơ mắc sởi rất là cao. Vâng. Vậy theo ông thì số ca bệnh ở tại các địa phương về mặt tương quan so sánh thì có gì bất thường hay không? Theo tôi thì các ca mắc hiện nay thì mỗi một địa phương xảy ra thì khoảng 30 đến 50 ca sởi được khẳng định bằng xét nghiệm. Số mắc không cao. Mặc dù là cái số báo cáo là có sốt phát ban nhưng mà khi được xét nghiệm ra thì cái số dương tính chẩn đoán xác định là sởi thì khoảng 30 đến 50 trường hợp mỗi một tỉnh. Vâng, là một trong những người phụ trách về công tác phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, ông có thể cho biết là nguyên nhân vì sao mà dịch bệnh sởi lại có thể quay trở lại vào thời điểm hiện tại? Và phải chăng nó có một cái hệ quả từ việc khủng hoảng niềm tin của người dân vào công tác tiêm chủng thời gian qua? Việc bùng phát trở lại dịch sởi sau 3 năm là một cái đặc điểm rõ rệt là tính chu kỳ của sởi. Cứ 3 năm năm dịch xảy ra một mùa dịch. Do cái thay đổi các cái quần thể có miễn dịch với sởi thì cái phản ánh chính xác nhất ở đây là do một số lượng không nhỏ trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng sởi hoặc là tiêm chưa đủ mũi và thậm chí người lớn trước đó không được tiêm mà khi có xuất hiện của các virus sởi ở quần thể này thì dịch phổi bùng phát trở lại. Và đây là nguyên nhân tôi cho là cái quan trọng nhất, làm sao nâng cao hơn nữa cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đủ mũi cho tất cả các đối tượng, không chỉ là trẻ em, thậm chí là người lớn hơn. Vâng, như ông vừa nói đó là trong cái lần dịch bệnh bùng phát này chúng ta có cả những trường hợp đó là người lớn và có cả những trường hợp là đã tiêm phòng vaccine phòng sởi rồi nhưng mà vẫn bị mắc lại. Vậy thì một trong số những nguyên nhân có phải là việc khủng hoảng niềm tin của người dân vào công tác tiêm chủng thời gian qua hay không? Vừa rồi thì chúng tôi qua theo dõi thì thấy là cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các vaccine nói chung và vaccine sởi nói riêng, đặc biệt là sởi mũi 2 thì giảm đi đáng kể. Và đây là một phần ảnh hưởng của cái sự lo ngại người dân sau khi có thông tin về một số cái ca phản ứng sau tiêm liên quan đến vaccine viêm gan B, vaccine viêm gan C. Và đó là một cái mà báo động là với tình trạng như thế này, nếu chúng ta không nâng cái tỷ lệ tiêm chủng cao trở lại như những năm trước đây, thì nguy cơ bùng phát dịch trở lại không chỉ sởi mà nhiều bệnh dịch khác là rất lớn.
Vâng, như vậy là chắc chắn có một cái sự ảnh hưởng nào đó từ cái việc khủng hoảng niềm tin của người dân đối với công tác tiêm chủng sau một vài sự cố về tiêm chủng trong thời gian vừa qua. Vâng, thưa ông, thì dựa trên thực trạng về tỷ lệ tiêm phòng sởi hiện nay thì ông nhận định là dịch sởi sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới? Theo tôi thì trong thời gian tới diễn biến dịch sởi vẫn có thể vẫn tiếp tục xảy ra nhưng quy mô nhỏ, tàn phát và rải rác, chứ không để có một dịch lớn như năm 2009, 2010 trước đây được. Lý do là vừa rồi chúng ta làm tốt công tác tiêm chủng, tỷ lệ tiêm đầy đủ mũi 1, mũi 2 là khá cao ở nhiều tỉnh, thành phố. Và chúng ta đã làm nhiều chiến dịch tiêm sởi cho các trẻ em ở vùng nguy cơ cao. Do đó là cái quần thể có miễn dịch, đa số hiện nay trẻ em có miễn dịch. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ không bao giờ đạt 100%, đặc biệt là những vùng thành phố lớn và những cái vùng miền núi. Thì luôn luôn có một cái nhóm quần thể mà họ có lỗ hổng miễn dịch. Và nhóm này sẽ có quản thúc rất cao với lại dịch sởi. Và khi mà có phơi nhiễm với bệnh nhân thì dễ dàng bùng phát các dịch sởi. Vâng, rất là dễ dàng để bùng phát dịch sởi trên diện rộng, đúng không ạ? Và người dân hiện nay thì đang rất được biết, muốn biết một thông tin, đó là bệnh sởi thì nguy hiểm đến mức như thế nào, thưa ông? Bệnh sởi bản thân nó thì lành tính, nhưng mà cái biến chứng của nó là rất nguy hiểm. Mà mình nói nhiều biến chứng đây là thường là do các cái nhiễm trùng cơ hội. Cụ thể như là viêm tay giữa có thể dẫn đến điếc, rồi viêm loét giác mạc có thể dẫn đến mù, rồi tiêu chảy dẫn đến mất nước, thậm chí đến suy dưỡng sau đó. Đặc biệt là các nhiễm trùng bội nhiễm khác ở phổi, viêm phổi, suy hô hấp, khó thở và có thể đến tử vong. Và đặc biệt là một biến chứng không lớn nhưng mà có thể xảy ra, đó là có thể đến những viêm não, có thể gây tử vong. Vâng, rất những cái biến chứng rất nguy hiểm, đúng không ạ? Vậy thì để phòng bệnh, người dân cần phải làm gì ngay lúc này? Cách phòng tốt nhất đó là tiêm vaccine, tiêm đúng lịch, đủ 2 mũi, mũi đầu tiên lúc 9 tháng tuổi, mũi thứ hai lúc 18 tháng tuổi. Vâng, và trong cái tình trạng là dịch sởi đang có xu hướng là lây lan như hiện nay thì ông có thể chỉ ra một vài cái dấu hiệu để nhận biết sớm bệnh sởi để người dân có thể đề phòng được không? Bệnh sởi là bệnh cũng dễ nhận biết thôi. Tức là trước khi mà có hiện phát ban thì có trẻ có sốt, rồi có viêm đường hô hấp ở đây như là ho, chảy nước mắt, nước mũi, mắt đỏ. Sau đó thì có trường nổi ban. Ban sởi cũng khá đặc biệt là ban sẩn, rồi là màu hồng nhạt, rồi là mịn. Và khi ban mọc thì mọc theo thứ tự từ đầu, mặt, cổ, thân, rồi tay, rồi chân. Và khi bay thì nó cũng dần dần là theo thứ tự đó. Và khi mà sởi bay, ban sởi bay đi thì để lại những vết lốm đốm trên da như là vết vằn da hổ. Và đây là một chứng rất là dễ nhận biết đối với lại phát ban của sởi. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Trần Hiển về những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Và xin được chúc ông một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn.